so với cấu hình T24 cộng xúc. Trong video ngày hôm nay thì em sử dụng một chiếc xúc năm 2002 đời đầu, nắp phủ bát của Etonsau 18TN WF 3000 và một cặp Homelander hỏa tiễn đôi 30 T24N với cấu hình sử dụng hiện tại 0 đến 80% công suất, và bây giờ đang chỉ đánh 35 đến 40% công suất này. Thế thôi, bởi vì vừa có người kêu rồi, bây giờ rút kinh nghiệm đánh vừa đổ thôi, một vế thôi nhá. Đây là đang đánh tầm 40% công suất máy tổng công suất, sử dụng một cặp T24 và một giúp coi như là một set đi. Đấy, để các bạn dễ hình dung nhá. Mưa bắt đầu mưa, đứng quay phim cho các bác. Đấy, quay sáng chưa? Đứng đây cầm ô còn thấy rung cả ô. Đấy. Đấy, ok. Bây giờ là cái hướng loa nó quay hơi nảy. Đi xa nhá. Đảm bảo là xong ngày hôm nay là ngày mai là có nhiều người đến ý kiến này. Đấy, nói luôn các bác như thế. Cầm điện thoại nó nghe vẻ rung hơi tít. Đây em sẽ đứng tầm này. Đấy các bác nghe nhá. Bây giờ loa là quay hơi chéo. Ví dụ em mà biết may em sẽ bay ra giữa ao để nghe. Đấy, và quay cho nó xem. Ví dụ biết may. Các bạn nghe cái tiếng nhạc nó đánh nó rộ âm. Đấy, cầm cái ô còn đấy rung cả ô rồi. Ok thế thôi, không tí hàng xóm lại sang chơi thì mang tiếng quá. Đây thì cấu hình các bác xem nha, đang mượn nguyên cả một combo dàn của khách để đánh test thử luôn cho các bác xem. Nên không bị nhiều video ấy. Cấu hình hiện tại em đang sử dụng đây nha các bác nha. Một cặp T24. Cặp T24 này thì các bác nếu như mà đánh ngoài trời ấy, thì tốt nhất là cứ để thế, không sợ mưa đâu. Xúc nếu mà đặt đứng dọc được nữa thì nó còn cao nữa. Ưu tiên là các bác đặt càng cao thì càng tốt. Dòng T24 này, nếu như các bác để kiểu này thì nó không bị chém góc chéo, không bị chém góc chéo của cái loa kèn nha, loa tép nha. Còn nếu như mà các bác kê như vừa nãy em kê hai chiếc loa nó gần nhau ấy thì là nó sẽ bị chém góc. Một số điểm thì nghe rất to. Đấy. Nhưng mà xa một góc nữa thì nó lại hụt. Đấy. Nên là nếu như kê hai chiếc riêng nhau ấy, thì là các bác phải cho hai chiếc nó ôm sát nhau. Đấy, thì góc của nó sẽ rộng hơn, thì nó sẽ đúng kiểu hơn. Còn nếu mà muốn đánh nó bắn xa thì các bác không nên xếp như này mà nằm, à không xếp như này mà để một hàng mà phải xếp chồng như nhau thì nó sẽ cộng hưởng được hiệu quả cao nhất. Bởi vì hãng người ta thiết kế ra cái hộp kèn này là có thể tùy chỉnh ngang dọc, nếu như xếp dọc quay mặt dọc thì là kiểu khác, ngang lại quay kiểu khác, nó kiểu thế. Do
này nó kiểu tùy chỉnh. Ví dụ lại tiếp tục ví dụ này, cái họng kèn này này, họng kèn này bây giờ các bác tháo ra, nếu như xếp hai cái loa mà ôm sát nhau thì tháo ra, xoay họng kèn nó dọc đi. Đấy, cái trên cũng dọc đi, bây giờ kèn nó đang quay ngang, kèn nó đang quay ngang này, bây giờ các bác xoay nó dọc lên này. Đấy, kiểu ấy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Đây là những combo chế độ tùy chỉnh mà hãng đã đưa ra, có thông báo trên website của hãng là TWK Audio. Còn đây là mượn thiết kế của TWK Audio để nghiên cứu phát triển, sáng chế ra các loại này ở Việt Nam. Với thánh Việt Nam cũng tính kinh người rồi. Đấy. Đây các bác nhá, xúc một quả năm 2002 đời đầu, không đời đầu. Trong đời sau thì là cái ô kia của nó hình chữ nhật, đời đầu là ô tròn. Đời đầu thì em đúng một đôi thôi. Đấy. Bây giờ là nâng cấp củ bát rất là khủng, rồi đánh rất là kinh. Bây giờ em không dám ăn to đâu. Thôi được rồi, chém gió đến đây thôi nhá. Các bạn nào quan tâm đến những cấu hình super như này thì nè trực tiếp em. Đấy. Bây giờ em sẽ báo giá luôn cho các bác xem này. Cặp súp hiện tại em đang bán với mức giá là 16.500.000 một cặp này. Nắp cấu hình cổ là bát hai tầng côn. Đấy, và thùng năm 2002. Dòng T24N thì em sử dụng cấu hình là củ fighter và tép là BNC neo, đồng bộ là neo hết và phân tần bên em thiết kế riêng cho cái dòng này. Đấy, các bác thấy tiếng kem nó đánh trong choảng có sao đâu. Đấy. Riêng cái dòng này các bác đánh đẩy 800W là đánh tít mù luôn, đánh ra rồi. Còn xúc là đánh 1500W là gần đạt được maxing của nó, 2000W mới đủ. Đấy. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nha. Ok các bác nha, sau khi nền cấu hình thì em vừa có nháy được tầm 1 phút thôi, nhưng mà bây giờ phải chuyển điện thoại khác để lấy điện thoại còn quay phim. Cấu hình đang sử dụng là một cặp hỏa tiễn này. Mưa không bay ra ngoài trời được nha, thế đánh ở trong đây đánh tạm nhá. Em giờ đánh cấu hình như này. Con này thì thánh đốt loa rồi. Không phải kể nó con này thánh đốt loa. Và cấu hình em đang sử dụng đây, con này không dùng, dùng con này đánh nồi. Con này đánh súp, được chưa? Tát súp này. Đấy. Đánh hai kênh luôn, hai kênh, mỗi kênh một quả súc, mỗi kênh một quả súc em. À, tiếng từ từ nó sẽ mở lên. À, bây giờ em sẽ xoay quanh loop lớn lên này. Okay.
thế thôi nhỉ. Một quả đã kiếp rồi, hai quả hàng xóm sang chơi ngay. Đấy, đương nhiên một ngày mưa gió mà chơi kiểu này cũng hơi kinh đấy các bác ạ. Đấy, đây là tầm này không phải giờ cao điểm nhá, bởi vì em lười bê ra ngoài đường thôi. Nhưng còn nếu mà cái này mà đánh, tức là nếu mà không mưa thì cái cặp tài này sẽ phải để ở bên kho quán bên kia mà đánh thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Còn khu vực này nó còn ít dân rồi mà vẫn có người đánh kêu này thì các bác thông cảm. Đây là sức mạnh khủng khiếp của cái bốn cái bát. À đúng rồi, bốn cái bát 18TNW3000 nó đánh nó kinh khủng luôn. Đánh được tí cái này, cái hàng xóm đang chơi. Tí cái hàng xóm đang chơi. Nó bị vui tính luôn. Đây là cái bài này bài hay test nhá. Và đây thì em hiện tại em để đây là không gian rất nhỏ, cực kỳ hạn chế. Nên là các bác nghe là khả năng cao là vỡ hết tiếng của điện thoại, không còn cái gì để mà giữ lại. Đấy, và hơn nữa là mái tôn ở đây này, doạc 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 doạc. Đấy, còn cộng với vừa nãy nữa là cái gì? Đây một đống gỗ này, em để trên nóc cái loa hỏa tiễn này. Quánh thế nào lại rơi cả đống gỗ. Đấy, không biết là có cái gì rơi nữa không, nhưng bây giờ thấy là một đống gỗ đang rơi rồi. Và bây giờ cũng thấy là trời càng ngày hình như nó có vẻ mưa hơi to, nên là thôi không test thử nữa. Hẹn các bác trong clip lần sau. Đây là nâng cấp cho loa súc nó đánh khỏe hơn. Nhưng mà đánh như này, đúng là kinh hồn bản vía. Thôi không có gì để kể nữa nha các bác nha. Em sẽ hẹn các bác trong một ngày đẹp trời nào đó tiếp tục bê súc ra ngoài trời đánh. Chứ còn để trong đây đánh như này thì nó cũng được thôi. Súc thì nó không có định hướng, nhưng lần sau thì sẽ kê súc một quả đặc trưng của đằng sau đánh có định hướng. Nên đằng sau súc là không có tiếng bát. Đấy, để là không ảnh hưởng đến hàng xóm nữa. Nó bao nhiêu mà hoàn được nó dồn hết đằng trước thôi. Được chưa? Hoặc là trực tiếp đi lên đám cưới đánh test thử cho các bác xem. Đấy, ok. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Kiếp quán.